Hello mọi người, đây là cái video clip thứ hai mình quay về cái máy mà mua về để sấy khô trái cây của cái phần 1 á. Đây là cái máy mình giới thiệu, hiệu của nó là Kosori ha. Cái máy nó nhỏ khoảng gần 18 inch high, 18 inch length, chiều dài của nó cũng nhỏ cỡ khoảng cái microwave vậy đó, nó vuông vức vậy đó, và nó cũng nhẹ thôi đó. Thì nó bán cái máy này thì trong đây nó giống như là cái lò nướng mà nó có cái quạt nhỏ thế không đó, rồi nó cũng có mấy cái, nó có năm cái vỉ mình để đâu đây, mình sử dụng năm cái vỉ. Cái này có 5 cái vỉ ha, nó cho mình 5 cái vỉ đó. Rồi nếu mà trái cây nào mà nó nhiều khi á, mình thấy cái mình có cái này, nó có thể sấy thịt bò luôn được đó, thịt heo, thịt bò, gà, mà khô bò, khô gà thì nó có cái vỉ này. Nó có cái miếng plastic để hứng hứng mình muốn hứng cái nước trước. Thịt thì nó có nước đó, cho nên nó có cho mình một cái vỉ này, cái vỉ này để mà mình để vô, để mình để lên trên mình thấy đó. Trên đây có một cái plastic nữa, cái này cũng là plastic để mình để trái cây lên, nếu như mình không muốn nó để thẳng trực tiếp ở trên cái vỉ bằng kim loại này đó. Thì đại khái là như vậy, nó cho mình bốn cái tray kim loại này để mình để vô 5 tầng, 5 cái tray thì 5 tầng, nhưng mình sử dụng hết. Nếu mình sấy nhiều thì sử dụng hết, nếu mình sấy ít thì mình để một hai cái thôi. Rồi hai cái vỉ nãy mình mới nói plastic này dùng để hứng nước, nếu mà mình sấy thịt đó, nó có nước thì mình dùng cái đó mình để hứng nước ha. Và cái cuốn sách chỉ dẫn này, những cái recipe đó, hiệu này model của nó là CB267FD Stainless Steel Food Dehydrator. Cái này good lắm, có thể sấy nho được luôn, sấy cam được luôn, nó tùy theo khi nào mình rảnh mình sẽ chọn một cái recipe nào mà mình thích mình làm á, cho mọi người xem nha. Cái này là bacon, thịt heo, còn beef jerky, Vietnamese beef jerky đó. Thôi, mình giới thiệu cho mọi người xem cái máy là như vậy đó. Nó có nhiệt độ và thời gian mình set, tăng giảm nhiệt độ là đây, rồi start stop. Thì thôi, máy này cũng đơn giản, hiệu này tốt lắm nha, mình mua mình xài sử dụng rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu thích thì cho một like, để lại comment, nhớ nhấn nút đăng ký. Thank you for watching, please subscribe, I'll give a thumbs up. Thank you, bye.